mày à? Xin lỗi má, xin lỗi má. Trời ơi, em lỡ rơi cái áo mà má chửi em quá vậy. Ê, hồi nãy giờ là má không hề chửi con nghe. Má, vợ con không có cố ý đâu, má đừng làm vợ con. Cái đầu của má đâu phải cái xào đồ đâu mà phơi đồ chảnh chị con cái gì vậy? Em lỡ rơi cái áo mà má chửi em quá vậy. Trời ơi con ơi, cái này là con làm cho má hết hồn hết vía. Xong rồi má mới liệu chứ má không có chửi con. Không, nhưng mà cái câu liệu của má kỳ lắm anh. Kỳ cái gì mà kỳ, mày thấy nó kiếm chuyện với tao không? Má ơi, cái câu đúng của người ta là mụ nội mày đội chuối khô. Chứ ai mà đội chuối ướt? Đội chuối ướt là đội chuối gì? Thì chuối kia ướt nó cũng khô vậy. Mày phải ướt, mày đội lên đầu mày phơi nó mới khô. Trời đất ơi là trời, sao vợ chồng mày á nha. Nha, tao nói thiệt là tao nói cái gì được. Vợ chồng mày là không nói được. Nãy giờ vợ chồng không có nói gì đâu. Tao mới nói tiếng một, tiếng hai, là bày cái tiếng ba, tiếng bốn. Còn nói tiếng năm, tiếng sáu, bày cái tới tiếng thứ chín mười luôn. Dạ, dạ vợ chồng con nào dám cãi má một lời. Đó chỉ là trả lời má mà thôi, chứ tụi con nào dám đâu má ơi. Nên tao nói một lời không biết lặng thinh. Dạ má ơi, mấy bữa lặng thinh quá trời, cái má nói nhà mình như nhà hoang. Đó mày thấy chưa, con dâu mà cái miệng nó chim chẻm, tao nói một lời nó cãi một lời, mày thấy nó có nhịn tao đâu. Ủa chim chẻm là gì ta? Hồi đó giờ em chỉ nghe có con chim chép với con cá chẻm thôi. Còn chim chẻm là gì má? Cái miệng của mày á là kết hợp với hai con đó, là con cá chép và con chim chẻm luôn đó. Còn cái này ai rước nó về mà nó là hành hạ tất tân xác của tao. Nên ai cưới chứ con đâu có cưới đâu. Vậy chứ ai cưới? Má cưới. Tao lấy hồi nào? Trời. Con làm chứng là má lấy con về cho ảnh đó. Đúng rồi. Là hồi nào sao tao có nhớ gì đâu. Vậy là má quên rồi, để con nhắc cho má nhớ nè. Má nhớ. Không nhớ thiệt luôn á hả? Anh nhắc cho má nhớ đi. Nhớ ngày xưa kia, vợ con dọn bàn bên quán ăn bên đường. Má thấy nàng dễ thương, rồi má cưới về làm dâu. Rồi con đâu, tao thấy trong nhà đâu có đứa nào. Ý dạ nhằn má ơi, giặt đồ rửa chén chăm chồng chăm heo. Mắc gì khi nói chuyện con heo mày nhìn vô mặt má. Em này á, má nói đúng rồi, sao em chỉ má anh tưởng là má heo. Có hiểu lầm, tại vì lúc đó đang nói chuyện với má thì con phải nhìn vô mặt má, chứ không má bắt lỗi con sao. Đâu có ý nói má là heo. Em chỉ qua cái làm anh thèm cháu lòng má heo ghê. Mày trời ơi, cái gì ha? Mày nha, tao đẻ mày lớn ra ha, xong rồi tao muốn mày cưới vợ về chăm sóc cho tao. Bây giờ hai vợ chồng mày ha, mày phơi đồ thôi mà phơi từ hồi sớm bửng tới bây giờ tới khuya à, chưa có dọn cơm lên. Hay là vợ chồng mày muốn bỏ đói cái con già này? Không có má ơi, trời nghe ơi nè, má nói một lần nghe, bây giờ tao vô trong nhà nha, tao đếm 3 tiếng đếm mà hai vợ chồng mày không vô dọn cơm là tao quẩy nát cái nhà này, tao quẩy bánh cái nhà này. Dạ rồi nghe chưa? Đừng có để nó nhiều. Dạ anh ơi. Hả? Em thấy riết rồi má giống mấy cái vai phản diện trong chuyện cổ tích á. Thì đó, anh tưởng đâu vợ chồng mình đang sống với Tàu Thị không á. Thì đó, nghi xuân tấn lực sống với Tàu Thị hay gì á. Nhưng mà thôi đi, em đừng có trách hờn má. Má lớn tuổi rồi, đôi khi tâm tính má cũng thay đổi, hiểu không? Có bao giờ em trách hờn má đâu. Bây giờ má có tuổi rồi, ngày nào á mà mình còn được nghe má la là ngày đó là hạnh phúc. Đúng trời không? Ơi, bởi vậy hả? Thương nhất em thôi, giỏi giang thêm ngoan hiền. Tuy má hay la hoài nhưng mà em vẫn thương yêu. Má anh như má em mà thì em nào tính toán làm gì? Chi em nào tính toán làm gì? Tụi mình sẽ cùng sống đời với má để cho tôi già được
thơm sớm bên các con. Dẫu cho khó khăn thế nào rồi có ngài má thương nàng dâu, thôi mau dọn cơm lên bàn đứng nói hoài. Má đói bụng đã. Có chừng nào má được ăn cơm. Dạ mời má ăn cơm. Dẹp cái cơm đi, không bao giờ ăn cơm nữa. Bây giờ dai dai là cái nguồn sống duy nhất của má. Ủa sao vậy má? Trời ơi, cái này má ăn hoài ngộ vậy. Ăn trừ cơm là sao? Cái này để con nít ăn thôi. Ủa, cái này ai nói sản xuất ra cho con nít ăn? Con nít ăn được, người lớn ăn được. Này nhìn nè, nó thấy không, trong chuốt. Ngon. Mà nó không hề ngọt nha, đừng có lo tiểu đường gì hết trơn, ăn được hết con. Không, nhưng mà má ơi, mấy món này má ăn lắm mà. Mấy món này sao bữa nào cũng ăn, cứ cá kho với mắm chân thịt bằm, rồi thêm canh bầu nấu cùng rau tôm. Chỉ mới hửi thôi tao đây muốn giận. Sao mà trước đây má nói là má thích ăn? Tao nói rồi nào. Ê, sao mà má suốt ngày cứ la nào? Chuyện nhỏ thôi mà má xé ra to đùng. Vợ con nó hiền, má nói gì cũng nghe. Thịt của má đây mà còn không chịu được, cứ kiểu này có khi con cuốn đồ dẫn vợ con đi luôn. Bữa nay mày nói ra hết cái tiếng lòng của mày rồi đúng không con? Mày nói ra hết những cái lời mày muốn nói rồi đúng không? Dạ không có. Tại chưa, người ta nói rồi mà, nó đủ lông rồi là nó sẽ bay đi. Ôi. Thôi thôi thôi, người ta nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Bây giờ mày muốn đi chứ gì? Mày đi đi. Dạ. Hai vợ chồng mày đi đi. Má ơi, má đừng có giận mà vợ chồng con tội nghiệp. Tại chồng con ổng nóng lên, ổng nói vậy thôi chứ ảnh không có bỏ má đi đâu. Không có đâu má. Má ăn chó em coi. Gia đình tao đang xào xáo mà nó sủa hoài à. Làm như nó vui lắm vậy. Tao thấy nó không có vui. Trong cái câu chuyện này mày là cái người vui nhất. Mày đừng có giả bộ nữa. Má ơi, dù má có la mắng cỡ nào đi chăng nữa thì tụi con cũng không bao giờ bỏ mẹ. Dạ. Ôi, tại sao mày chửi tao? Không có chửi đâu. Tại mình sao bình thường mày kêu má mà mày nói cái câu đó mày là bỏ mẹ. Trời ơi má ơi, vợ con người miền Nam thì vợ con quen miệng kêu bằng mẹ thôi. Không, má quýnh quá lúc má lúc mẹ. Trời ơi trời ơi, ngó xuống đây mà coi nè, ngó xuống đây mà coi nè, tại sao nó lại lì như vậy chứ? Đuổi thì đi đi. Chồng mày kêu mày đi thì mày dọn đồ mày đi theo chồng mày đi. Trời ơi, đâu có cần ở chung với tao. Tao có người lo cho tao mà. Ủa? Là sao má? Thì ra là má muốn tụi con rời khỏi má. Ngày dâu diêm con đã lớn khôn lập thành gia tất thì con cũng ước mong má có được hạnh phúc má cho. Mình con thấy hả cũng bình thường thôi mà, có gì sai đâu mà má cứ kiếm chuyện la hoài. Không phải má làm mà bởi vì má muốn vợ chồng mày phải có cuộc sống riêng tư.
má chồng nhưng con thương má biết bao nhiêu. Bởi cả cuộc đời con nào đâu có má. Hạnh phúc lớn lao là bên chồng bên má. Dù khó khăn con vẫn tươi cười. Lời con vừa tỏ bài má đây hiểu ra lâu rồi. Nhưng má mong tụi con mau có thằng cu để cho gia đình ta được vẹn tròn. Nhưng chẳng còn đâu thời gian trong ngoài cho người mẹ già. Lòng sao bùi ngùi khi nghe má với em phân trần. Anh hiểu ra nguồn cơn thương má và em nhiều hơn xưa giờ trăm ngàn vạn lần. Má chớ lo chi chuyện buồn phiền con cháu. Bởi vì giờ đây con đã cất bầu. Cái gì? À, vợ con có bầu. Thôi mà kể từ bây giờ thôi má cứ sống an vui. Má đừng có cọc cằn chi nữa. Da má càng ngày càng nhăn nhúm. Má ơi đừng già có bồ. Người ta dụ má bán nhà như chơi. Trời ơi hai cái đứa này cứ mà lo xa không à. Má không dụ người ta chứ làm sao mà người ta dụ được má. Đúng không? Với lại á, má không phải là giả có bồ mà là má có bồ thiệt. Thiệt không má? Thiệt. Là cái người này á, là tìm hiểu má lâu rồi cũng là thích má. Má cũng biết được gốc gác của người ta. Người ta là Việt kiều California. À cái ông Hứa Minh Đạt gì hả? Không, họ Hứa thôi nhưng mà là Philip. Philip Hứa? Ừ. À cũng là họ Hứa mà là Philip. Đúng rồi, Philip đó. À là má với ổng là tìm hiểu nhau lâu rồi đó, rồi xong á là ổng muốn rước má đi qua bển nên là má sợ má đi rồi tụi con buồn phiền nên là má đóng vai ác, má làm tàu thị, má làm phù thủy gì đó để tụi con ghét má, để sau này á má đi tụi con không nhớ má vậy thôi. Trời ơi má nói vậy mà nói được á. Ừ. Làm sao có chuyện tụi con không nhớ má. Má đi tới đâu tụi con cũng đi theo má trơn trời á. Bây giờ má đi rồi cháu nội má sao? Trời ơi má nói má đi là má đi cha dồ. Má đi cha dồ. Cha dồ là gì? Đó giờ con chỉ nghe đi cầu cá dồ thôi, còn đi cha dồ là cái gì? Con nhỏ này nó không có duyên dùng gì hết trơn, là đi người ta đi cha dồ là người ta đi du lịch. Má đi du lịch thôi rồi sau đó má về. Chứ trời ơi, là người ta thích mình thì người ta phải qua đây người ta ở với mình, chứ có đâu mà mình đi qua bên nhà người ta đúng không? Cọc tao đâu thể nào mà đi tìm trâu được. Đúng như vậy đó đó. Với lại bây giờ má có cháu của má mà, má phải ở đây má chăm sóc cháu của má chứ. Đâu có vụ là má đi theo ổng đúng không? À. Có vậy mà má không nói sớm làm vợ chồng con lo quá trời. Dạ. Tưởng là tụi con làm gì má buồn cho nên má mới giận hờn vậy hoài. Rồi hả, vợ chồng con phải bày ra cái vở kịch này rồi bữa giờ phải đi lặn lội tìm mấy cái chỗ mà má nhảy đầm bữa giờ nữa. Trời ơi cái gì đâu, hỏi thì má nói thôi, cái gì đâu, tại vì má muốn là thôi nói nhiều quá nó hết vui rồi. Má nói nhiều quá nó hết vui bây giờ là biết rồi. Mọi chuyện nó là sáng tỏ như vậy rồi thì đã gia đình mình đầm ấm, chỉ có thằng cháu nữa nó đã. Nhưng mà má qua bên nước ngoài đâu có dây dài cho má ăn. Trời ơi mắc cái gì, má sợ bây giờ có cái vụ mà express đó. Cái express đó, cái mà cái deliver đó. À giao hàng đó. Trời ơi trời ơi muốn bao nhiêu mà không có con. Chừng mai mốt má thấy cái này ngon quá má mở đại lý bởi là hơi bị ngon đó.